Trong ngày 15 tháng 7, công ty đấu giá Danh Việt Nam đã tổ chức đấu giá 6.000 biển số trong 5 khung giờ. Mỗi khung giờ đấu giá kéo dài 25 phút, người trả giá cao nhất đã sở hữu biển số của đấu giá đó. Kết thúc phiên đấu giá lần này, loạt biển số siêu khủng đều mang về các mức trúng đấu giá cao như biển số Lộc Phát siêu đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh 51L88688 có giá 820 triệu đồng, biển số Tam Hoa 8 51L81888 có giá 395 triệu đồng, biển số Sảnh Tiến siêu đẹp của Hà Tĩnh 38A66789 có giá 455 triệu đồng. Ngoài ra, các biển số Tam Hoa 9 của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như 51L68999, 30L86999 cũng đều có giá trên 400 triệu đồng. Biển số có giá cao nhất phiên đấu giá lần này là biển Ngũ Quý 5 siêu đẹp 79A55555 có giá lên đến 3 tỷ 925 triệu đồng. Toàn bộ thông tin về người trúng đấu giá cũng như kết quả trúng đấu giá, Bộ Công an sẽ gửi trực tiếp vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.